đắp thùng máy cắt cỏ 236 này. Con này là 226 này, mẫu bé hơn này. 236 này. Đấy, đồ tất đấy. Niêm phong trong túi tất đấy. Mâm cước cũng rất đủ hết. Cán cỏ. Đấy, dao. Dao tắt kèm. Dao của thằng 236 là dao vuông. Còn thằng 226 là thì đây. Thì nó lại chơi dao ba cạnh. Dao theo máy nó là dao ba cạnh. Bát này hả? Đấy nó ở cần chứ. Ở đây à? Cần đấy. Các mình cũng lắp được. Thích thì lắp luôn. Thời điểm này, thời điểm ngày 12 này, tháng 1 năm 2021 thì cái thời điểm giá tại thời điểm này là 236 là 5,1 triệu này, còn 226 là 4,8 triệu này. Giá tùy theo thời điểm. Sắp tới công ty đang báo tăng giá. Cái giá bán tại cửa hàng. Thích lắp thì lắp mà không lắp được, không lắp thì nổ thử thôi. Đổ xăng mà nổ, có thích lắp thì lắp luôn, cần mà luôn, tùy sao cũng được. Có cần phải lắp không? Tùy sao cũng được. Nói chung là bán uy tín, khách đến thì đơn giản 5 phút thôi. 5 phút là đếm nhoàn luôn. Ông là thích nổi thì nổ, mà không thích nổi thì bê về tự lắp. Con này khách không yêu cầu lắp cần nên là chỉ cần lắp cái bát côn vào nhá, để nổ thử nhá. Nhớ nổ thử và lắp cái bát côn này vào này, không nổ nút ga là nó văng côn lên này. Nói chung bán uy tín thì đơn giản lắm, khách đến thì có đếm tiền 5 phút là xong. Khách nào thích lắp thì lắp, mà không thích lắp thì nổ thử khách là xong rồi. Quá là yên tâm luôn. Này, quan trọng nhất là pha nhớt thôi, pha đủ rồi được. Nhưng trước đấy mình làm rồi nhỉ. Ga mạnh lên, ga mạnh lên.